Xin chào các em, chúng ta sang bài mã số ID là 213 ở phần liên quan đến khóa tổng ôn lý thuyết hữu cơ. Em nào mà yếu phần lý thuyết hữu cơ, các em có thể truy cập vào đây để tham gia khóa học. Ở bài toán này người ta yêu cầu các em là gì? Thủy phân hoàn toàn một peptide. Peptide này của thầy không biết là bao nhiêu gốc. Do đó thu được sản phẩm là chứa gly, gly và ala. Nhưng người ta cho các em một ý để các em xác định gốc, đó là thủy phân hoàn toàn một mol y thì cần 4 mol NaOH. Như vậy nếu như một mol y tạo ra 4 mol NaOH thì suy ra thầy sẽ có là số gốc là 4. Đó, 4 gốc. Như vậy kết quả 4 gốc đó tạo bởi sẽ gly, gly và ala. Như vậy các em chỉ việc ghép vào là xong. Các em sẽ có gly, gly đối với ala và đảo ngược lại. Ala và gly. Vậy đáp án thì có hai đồng phân thỏa mãn. Ok.